Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Chương trình thời sự hôm nay trước hết kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, theo Quỹ ban bầu cử phường Châu Phú A, đến hết ngày 23 tháng 5, Bàn phương Châu Phú A đã cơ bản hoàn thành việc kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử phường Châu Phú A, vào lúc 17 giờ 5 phút ngày 23 tháng 5 năm 2021, phường Châu Phú A kết thúc việc bỏ phiếu với 22.270 trên 22.270 cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Phường Châu Phú A có 5 đơn vị bầu cử với 12 tổ bầu cử tại 12 khu vực bỏ phiếu, trong đó tại đơn vị bầu cử số 2, khu vực bỏ phiếu số 12, tổ bầu cử số 12, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã hoàn thành sớm nhất việc bầu cử vào lúc 7 giờ 30 với 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu. Tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông trong ngày diễn ra bầu cử được đảm bảo và giữ vững, lực lượng công an quân sự trên địa bàn phường đã phối hợp chặt chẽ Kiểm tra giám sát thường xuyên, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, đặc biệt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử được đảm bảo. Các tổ bầu cử đã bố trí cán bộ hướng dẫn cử tri đến bỏ phiếu theo đúng quy định về giãn cách đeo khẩu trang, khử khuẩn tay và đo thân nhiệt. Việc bố trí thùng phiếu khu vực bỏ phiếu đóng dấu hợp lý và khoa học, hạn chế tình trạng chờ đợi khi thực hiện các thao tác bỏ phiếu, bảo đảm an toàn cho cử tri trong tình hình dịch bệnh, không có tình huống phát sinh theo ngành y tế thành phố châu đốc mặc dù đến thời điểm này dịch bệnh sốt xuất số huyết tay chân miệng tăng chưa nhiều so với cùng kỳ nhưng những ngày gần đây đang có chiều hướng tăng trở lại nhất là vào những ngày cao điểm mùa mưa nguy cơ xảy ra dịch trên diện rộng là khó lường trước theo số liệu của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận 21 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó tập trung nhiều nhất ở phường Núi Sam 8 trường hợp, phường Châu Phú B 7 trường hợp, xử lý 11 ổ dịch sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng 59 trường hợp, trong đó tập trung nhiều nhất là phường Núi Sam 15 trường hợp mắc tay chân miệng, phường Châu Phú B 12 trường hợp, phường Châu Phú A 10 trường hợp, phát hiện và xử lý 6 ổ dịch tay chân miệng nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết gây ra trên địa bàn, ngành y tế phối hợp với các phường xã trên địa bàn thành phố tăng cường biện pháp phòng chống bệnh. Đối với bệnh sốt xuất huyết, thì người dân phải ngủ màn, tránh mũi đốt bằng các biện pháp bảo hộ cá nhân. Bệnh tay chân miệng thì cần chủ động vệ sinh cá nhân, tránh lây lan trong cộng đồng. Với hai bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng hiện chưa có vaccine phòng bệnh đặc hiệu, nên ngoài sự chủ động của người dân trong việc phòng chống bệnh, thì lực lượng y tế cũng thường xuyên giám sát ca bệnh, giám sát các khu trọng điểm và thường xuyên có những buổi tuyên truyền vận động cho người dân, nâng cao hiểu biết về bệnh để phòng chống cho mình. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông, tỉnh An Giang từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ. Sau tuần rồi, không tăng, giảm, số người chết không tăng giảm, địa bàn ở quyền Châu Phú, quốc lộ 91. Theo đó, các lực lượng chức năng công an toàn tỉnh An Giang tổ chức tuần tra kiểm soát được 245 cuộc, tổng phương tiện dừng kiểm tra 839 trường hợp, trong đó có 87 ô tô. Qua tuần tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện vi phạm 548 trường hợp, trong đó có 40 ô tô đã sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện 30 trường hợp, ra quyết định xử phạt 505 trường hợp có 48 ô tô, tạm giữ 126 phương tiện có 2 ô tô, cảnh cáo 18 trường hợp, tước 48 giấy phép lái xe có 7 ô tô. Chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.